Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục cái dung lượng ổ cứng bị đầy do Camtasia. Do cái phần mềm Camtasia nó không giải phóng được cái những cái tập tin rác của nó. Và tiếp theo nữa là khi mà các bạn dùng cái Camtasia thì dùng được đang suất dở dang tầm được 6-70% ấy thì nó tự nhiên nó bị một cái dòng lỗi và nó buộc thoát ra, nó không xuất được video nữa. Đó cũng là do cái ổ cứng đầy nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa cái file rác đấy đi. Cái này chúng ta phải làm thủ công. Chúng ta sẽ vào ổ C nhá. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ vào document. Nếu như trên máy của bạn thì các bạn vào dòng document. Ở trong cái mục này thì chúng ta sẽ thấy cái mục của Studio, Fantasia Studio. Chúng ta sẽ mở lên. Các bạn có thể để ý ở đây, mục Z chấm check ở đây chính là cái file mà làm cho máy chúng ta đầy. Ở đây mình lúc nãy mình vừa mới quay video màn hình tầm 30 giây để hướng dẫn các bạn, chứ nếu như các bạn 3 phút hoặc 30 phút thì nó sẽ là rất là nhiều cái dung lượng, chiếm rất là nhiều dung lượng. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây, mục rác này mà khi mà người ta xóa thì được 60 GB này, các bạn 45 file một folder. Đó. Thì khi mà chúng ta quay cái video màn hình ấy, ở đây mình sẽ thử quay video màn hình cho các bạn xem nhé. Đó, như thế này. Khi mà chúng ta quay rác thì cái video này ấy, nó sẽ tự động là lưu vào trong cái ổ C, lưu cái vào cái mục rạn rác này. Sau đó thì chúng ta không biết xóa thì nó sẽ bị đầy ổ và khi mà các bạn xuất video thì không thể xuất được nữa. Ok, thì khi mà chúng ta thấy cái file rác này chúng ta cần xóa nó đi thôi. Và chúng ta sẽ vào rác cabin để xóa đi. Các bạn nhớ phải xóa nhá, đừng cứ không xóa thì nó vẫn cứ bị đầy đấy. Ok, nhớ xóa trong phòng rác. Ok, thì video mình chia sẻ đây thôi. Nếu như các bạn thấy hay mẫu buổi thì ấn nút like đăng ký kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.